Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ủa thằng nào ở ngoài này vậy? Uầy, xế nhau có vẻ căng. Làm sao xế nhau có vẻ căng đấy nhỉ? Ok luôn, xế nhau có vẻ căng đấy nhỉ? Xong luôn cả hai đứa. Vậy là mình có 2 kill luôn, ngon lành kiểu đào này. Ui, rất là nhiều đồ ngon nha các bạn ơi. Lượm đại cái khẩu Spat 12 đi. Bên này chúng ta sẽ có được MP40 luôn cả. Thế này thì đã quá rồi. Ở đây chuẩn bị là công lên và tiếp tục săn mạng thế nào. Ok, công lên luôn. Thế nào vừa nổ súng ở phía trên vậy? Bước ra đây. Ôi, phía sau. Vãi trưởng, phía sau mình cũng có người luôn. Thế mình vào tạm cái lên rồi nha anh em. Đứng đây. Lên bên cạnh cũng có người đấy mà. Vãi trưởng, căng. Sấy cả anh đã thì ghê rồi. Ai mình thấy rồi anh em ơi. Nhưng mà mình muốn kill cái thằng ở chỗ này trước cơ. Chắc là nó cũng đang trong lều nhỉ. Đây à? Đây à? Có đi Hải ơi? Có đâu? Xem mình lượm đồ của nó này. Quầy ra này. Ngon thế nhỉ? Có luôn ra này. Đã chưa anh em ơi, quần máu đã. Một đứa chuẩn bị lên này. Mình đang quần máu mà làm gì mà căng. Ui, ghê vậy. Mình đang quần máu mà làm gì mà căng. Vãi trưởng thật. Vãi trưởng thật. Đã quần máu mà làm gì mà căng bạn ơi. Căng thật anh em ơi. Nó bắn mình chỉ một xíu nữa thôi thì mình đã bị đa rồi cơ. Từ từ để cho mình quần máu full cái đã. Mấy bạn này cứ làm căng quá cơ. Vứt bớt đạn shotgun đi này. À thằng này nó chơi shotgun anh em ạ. Nó chơi khẩu Spat 12. Ok. Đi thôi anh em. Tầm này thì hết đạn súng tiểu liên rồi. Mình đi đâu mình kiếm đây? Phải kiếm ít nhất là thêm được một băng đạn tiểu liên nữa anh em ơi, thì mới có đạn xài được. Không kiểu như này hơi nghèo. Thêm được tiểu máu này ngon. Để mình xuống dưới coi. Ok. Ít ra còn có đạn tiểu liên như này thì còn có cái mà chơi chứ anh em. Chứ không có một tí đạn tiểu liên nào thì anh em có mà chơi một niềm tin hả? Ok, băng đạn level 2 các kiểu này quá ổn nhá. Đây mình có phía này. Rồi này, tay súng các thứ này anh em thấy đủ ngon chưa? Nó lại ok quá nhỉ. Xem tay súng mình ưu tiên cho cái khẩu MP40 hơn này. Qua đây nào anh em. Dùng Scar đi anh á. Nhưng mà anh có Goza rồi mà em ơi. Dùng Scar làm gì nữa. Lấy Goza sấy cho phê em ơi. Em lại bảo anh dùng Scar đi. Thế là sao hả em? Đây, thêm được đạn súng tưởng lên này. Thế này là mình đã có được 100 bao nhiêu viên đây? 105 viên đạn súng tiểu liên này. Ok. Tiếp tục thêm nữa nhé. Có tận 10 túi máu cơ anh em, thì ghê chưa? Bom keo thì chỉ có 2 mà thôi, cơ bản là ít bom keo quá. Mình cũng muốn lượm thêm bom keo cho anh em nhưng mà lượm hơi khó. Lên trên này nào anh em ơi. Mình sẽ chạy lên phía sườn đồi của thung lũng cứ đã. Xíu nữa chúng ta sẽ lên cổng trời sau nha anh em. Lên trên này xem là chúng ta sẽ có được gì nào. Ồ, bắn nhau ghê ta. Lên luôn góc vui làm sao. Mấy bạn bắn nhau lại gắt quá nhỉ. Ok đây. Để đây, kẹo lên góc vườn này. Có vẻ căng. Cầm sẵn MP40 rồi nhé. Đậu xanh ném ơi. Đậu xanh ném ơi. Làm sao? Lên bản đếm số cho em ơi. Dựng bom keo các kiểu cả. Cho chúng nó lên bảng đếm số cả lũ luôn nhé. Xấy nhau cả. Hai đứa xấy nhau cả.
Chết chưa? À có thằng này à? Có thằng này hả? Ui, thằng này còn xíu máu thế mà. Làm sao? Còn xíu máu thế mà, cũng đòi ăn mình cả. Vãi trưởng, có vẻ căng. Có vẻ căng. Ok. Thật đấy, còn xíu máu nó cũng... Ui, nó cũng dám ăn mình cái đây anh em ơi. Tôi tưởng là nó sẽ chạy cho anh em, nó còn săn mình nữa. Ghê. Thế thì mình cũng sợ bạn rồi. Đây, thằng này thì có rất là nhiều đạn tiểu liên nhá. Ngon lành, để tạm cái nòng súng 2 dự phòng anh em ạ. Chỗ này thì trang bị súng khá là ổn nhá. Ui, cũng có ra luôn. Một ít thì mình có từ hồi nãy rồi cơ. Bây giờ là không có xe để chạy à? Bông keo mình chỉ có 2 quả mà thôi ấy. Đây thử chạy qua cái chỗ UAV này coi. Có xe này. Đâu vậy? Ủa đây hả? Đây hả? Đây hả? Các bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi xuống xe. Đã bảo xuống xe cơ mà. Đã bảo là xuống xe cơ mà lên bảng điểm số nhá. Bảo là xuống xe mà không nghe cơ. Lại còn chạy cái kiểu như là muốn cán mình luôn đấy chứ anh em. Nào, người đâu cả rồi nào. Để mình xem mình kiếm cái trận top 1 nào. Xuống dưới cái đã. Có khi là chúng ta nên chạy qua cái khu vực khu dân cư anh em ạ. Đây đây. Có cáp treo đi xuống đó nhá. Ok, đi cáp treo luôn. Không phải ngại gì cả anh em ạ. Đâu rồi? Xem là người đâu cả rồi đấy anh em ơi. Ok, mình qua đây coi. Ồ. Toàn là mấy cái trang bị súng như kiểu là đạn các thứ thôi anh em ơi. Bây giờ là mình cần dắt súng nổ cơ. Đấy. Có mua 333 rồi, thêm dắt chống nổ nữa mới ổn được. Sao thằng nào vừa nổ súng ở đây. À đây, à đây. Cũng ba lô thỏa hồng cả. Ba lô thỏa hồng dễ thương cả nào. Dễ thương với ai hả em? 7 kill rồi. Ngon lành. Tiếp tục lượm thêm nhá anh em đây. Xem xác nó có bom keo không? Không có. Bây giờ mình còn mỗi một quả bom keo duy nhất này. Thế này thì hơi căng anh em ạ. Địch nó bắn mình cái là mình khỏi chạy luôn. Bo thu tại khu này luôn hả? Còn 9 thằng nữa cả. Thôi kệ đi. Tốt nhất là mình không nên chạy qua cái chỗ thính làm gì. Tí nữa thì Đa lại hỏi tại sao. Bình thường là chạy qua mấy chỗ thính như vậy thì rất là đông thanh niên đấy anh em. Nên là chúng ta phải chơi cẩn thận. Đây lên trên này. Một phút nữa thì bo nó mới thu nhỏ lại cơ. Bây giờ thì bo nó còn to lắm. Ồ, người xung quanh khu này đâu hết rồi ta. À đủ. Đây nó chỉ là một cái hòm xác thôi thì phải này. 9 thằng nữa cả để mình coi. Ui vãi trưởng. Ui vãi trưởng thật. Bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi, đừng bạn ơi, mình đang hết máu rồi bạn. Bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi, mình đã hết máu rồi. Đừng bạn ơi, mình đã hết máu rồi thanh niên này. Chú kệ đang hết máu này. Ui vãi trưởng. Vãi trưởng rồi. Ok hên. Vừa lượm được một quả bom keo duy nhất anh em ạ. Mai mình mang chảo nó thực kia bắn auto vừa chảo. Hên thật. Công nhận là hên nhưng mà người đâu vậy ta? Người chỗ nào nhỉ anh em? Ui ui. Ghê vậy.
Mình thấy ở dưới là có ký hiệu bắn súng lên nhưng mà nhìn lại không rõ vị trí này. À, nóc xưởng. Tưởng gì? Thằng kia, thằng kia. Coi chừng cái đầu nhá. Tưởng gì chứ trên nóc xưởng à? Nóc xưởng à, lên bảng điểm số này. Vậy là xong rồi thì phải anh em ạ. Bây giờ rút sạc ok này. Thêm máu xíu nhá. Có xe. Có xe, có xe các bạn ơi. Thằng lái xe vậy, xuống xe. Em ơi xuống xe nha em ơi. Đúng rồi, bắn cái nổ xe luôn này. Xuống xe đi em ơi. Xuống xe đi em ơi. Đậu xanh này em ơi. Ui dồi này. Lên bảng điểm số này em. Phía này có một đứa luôn nha anh em ơi. Ui hai đứa cả. Thế là trên óc xưởng này ở dưới vậy. Vãi trưởng, ai mình thấy nó rồi. Mình thấy nó rồi nhưng mà không còn có một keo nào cơ. Ok. Mình thấy vị trí hình như là, mình thấy là vị trí của chúng nó cả rồi nha em ơi. Được rồi, tưởng ở đâu cơ. Chúng nó đang ở với cái bệ này nha em ơi. Bệ này ok, vỡ đầu một đứa. Bệ bên này nữa thì phải này. Không phải à? Hẳn là không phải cơ. Sorry anh em, các bạn là mình nói nhiều quá nên là nhiều khi nói nó bị khàn khàn một tí. Đậu xanh. Đâu cả rồi. Ở có hai thằng thôi mà. Thế là chúng nó đang ở trong xưởng hay là đâu nhỉ anh em? Pha này thì mình hơi chịu rồi. Ờ anh em thấy chưa? Nó cứ bắn ra phía này như kiểu là chúng nó biết được vị trí của mình vậy. Quỷ căng ở trong xưởng á. Ok, vào trong xưởng. Vào trong xưởng nó nha anh em. Có những gài mìn này. Chúng nó gài mìn luôn các bạn ơi. Thôi kệ đi anh em ạ, ở trên cho lành. Vào trong xưởng cái dễ sanh mộ lắm. Ở trên này cho nó lành anh em ơi. À ok ok. Thấy full vị trí kẻ địch rồi. Tầm này thì mình đã thấy được full vị trí của kẻ địch rồi các bạn ơi. Chỉ có điều là thằng bên dưới này thì mình không thấy rõ vị trí của nó đâu thôi. Đây à? Tưởng gì cơ đây à? Đây à, đây à? Tưởng gì cơ em ơi? Đây à, tưởng gì cơ? Ok, lên bảng này. Chạy nhanh, chạy nhanh. Chạy nhanh luôn chứ anh em. Quần máu cái đã làm gì mà căng. Có người ở trong nữa thì phải anh em ơi. Quần máu này. Quần máu nhanh. Người đâu? Ơ vãi trưởng. Hẳn là không có thằng nào chạy lên luôn cơ. Ơ thế chúng nó đâu nhỉ? Mình tưởng là phía sau là phải có người cơ. Ui. Hai đứa vừa hack sock nhau rồi anh em ơi. Mình một quả băng keo cuối cùng này. Mười hai kill rồi nha mày. Cố gắng hạ nốt thằng cuối lấy 13 kill top 1 này. Quả băng keo cuối cùng của mình đang cầm trên tay rồi. À đây. Ngoài này có một quả băng keo. Mình nghi là thằng cuối ở ngoài này các bạn ơi. Khả năng cao là vậy. Bông keo này mới dựng mà thôi này. Nó đã thấy được vị trí của mình chưa mà lại còn gã ra gã chảo nữa cả. Hình như là nó thấy vị trí của mình rồi. Mình không chắc nữa cơ. Kệ nó, kệ nó. À ok, lại còn bắn lộ vị trí nữa cả. Thế đi kinh rồi. Mình thì mình không muốn gạ team up gì cả anh em ơi. Mình muốn kill nó, mình lấy top 1 luôn cơ. Không có gạ team up gì cả nhé em ơi. Bình tĩnh nào mọi người. Mình sẽ xem là nó đang ở đâu nhá. Ồ. Bo thu ra tận ngoài này rồi. Ok thôi.
chạy lại gần boss nữa này. Đấy, nó phải như này. Giáp chống nổ mới rồi này, ngon lành. Đứng đây chờ kia nó chạy xuống này anh em. Mình biết là nó đang ở ngay cái phía 30 độ mà thôi. Chờ nó chạy qua các bạn ạ. Ở dưới thì chắc chắn là không có ai rồi. Bây giờ là chỉ chờ nó chạy qua và anh em cầm MP40 anh em sấy thôi. Tôm một trong tập tay. Các bạn yên tâm ở mình. Đây rồi, ok ok. Anh thấy chú rồi nhé. Nằm xuống à? Vãi trưởng nằm xuống à? Làm sao em ơi? Nằm xuống thì kinh rồi. Biết nói gì nữa. Nằm xuống thì kinh rồi. Ui dồi ôi chết vì bo quẩy thôi. Thanh niên này em ơi, hẳn là chết vì bo cơ à? Trời ơi, tuổi gì? Tuổi gì em ơi? Tuổi gì chết với anh này? Ai mừng ai mừng. Ai mừng thôi, 28 mắt xem. Top 1 quá là đơn giản luôn anh em ạ. Nó nhường mình top 1 luôn đấy chứ. Ngon lành nha mọi người. Yes, quá ổn. À đâu, 12 kill top 1 cho anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.